chắc là do cậu có vẻ dễ dãi nhất. Đấm nó cậm u chậm bây giờ, đấy mà là lý do à hả? Này, cậu muốn ăn kem không? Lại bắt đầu nói vàng đi rồi đấy. Mà kem á, thế thì thích á, thích á, thích á, thích quá, thích quá đi. Cậu làm cái gì thế? Cậu không biết cái này á, dạo này là cái này hơi bị nổi đấy, cậu làm theo đi. Thích quá, thích quá, thích quá đi. Cậu không phải như thế, cậu phải nhún cả vai nữa sao cho mềm mại uyển chuyển. Đấy, cậu làm thử đi. Cái đừng mềm mà cứng gắp quá. Thích quá. Nhưng mà có một sự thật là tớ chưa nói đấy. Sự thật điều gì cơ? Siêu đáng sợ thích tớ đấy. Lại bắt đầu rồi. Không không, nghe tớ nói đây này. Cậu ấy đã nói chuyện với tớ trước đúng không? Người đầu tiên nói chuyện với cậu ấy chính là tớ. Chỉ vì là sai cậu đi mua bánh mì rồi còn gì. Không phải là sai đi mua bánh đâu. Này nhớ, có ai lại sai đi mua bánh rồi lại cho 10.000 luôn không hả? Chỉ có thể là thích thôi. Cậu ấy lại nhiều tiền như thế à? Theo tớ được biết, nhà cậu ấy là đại gia đấy. Mà cậu nhìn ở cậu ấy đi kìa. Gì? Cậu thấy bức ảnh mà cậu ấy vẽ không? Bức đó mà bán đi được kiếm được rất nhiều tiền ấy. Ừ? Kiếm tiền bằng bức ảnh đó hả? Ừ, cái gì mà NFT đây? Nói tóm lại là bán bức ảnh đó sẽ kiếm được cực kỳ nhiều tiền. Bú! Một bức tranh kia. Ừ, cậu ấy suốt ngày vẽ như thế mà chẳng thấy học hành gì cả. Không học hành gì thì sau này chỉ có đi hót rác thôi. Học giỏi nhất trường như tớ thì sau này sẽ làm trong công ty lớn. Nhỏ tuổi như cậu ấy mà đã kiếm được rất nhiều tiền. Cậu 20 điểm ấy. Còn cậu giỏi nhất trường nhưng không có một xu nào cả. Cậu nói gì cơ? Này nhớ, sau này tớ sẽ phải làm công ty lớn đấy. Thôi đừng có chơi nữa đi, tranh tớ vẽ thì sao? Thì cậu vẽ, nếu mà vứt đi thì hãy cho tớ, để tớ cho trong phòng tớ ấy mà. Tranh của tớ hơi bị đắt đấy. Này, chứ tớ xin cái cậu vứt đi cơ mà, đằng nào cũng cũng vứt đi đi. Tại phòng tớ có khung ảnh nhưng mà chưa có cái ảnh nào hết đây. Ừ, để tớ suy nghĩ đã. Thì suốt ngày tỏ vẻ thôi. Đứa nào đây? Tớ rất xin lỗi. Tớ chạy nên bị ngã. Này, tớ không cần biết lý do là gì. Nhưng cậu có biết cậu đã làm gì không? Tớ xin lỗi. Tớ đã mất 3 tiếng ngồi vẽ. Giờ là cậu làm hỏng hết rồi. Những 3 tiếng cơ á? Sao bây giờ? Thế mới nói, cậu định đền tớ như thế nào đây? Chứ hả? Tớ không sao Vicky à. Cậu đứng dậy thử đi xem nào. Ôi, hình như là mắt cá chân bị bong gân rồi. Lớp trưởng ơi, mau đưa soda đến phòng y tế đi nào. Với lại cậu đấy, ra ngoài nói chuyện với tớ một tí. Tranh cậu bị dính nước nên là cậu đã tức giận đúng không? Đó là bức tranh tôi đã vẽ trong 3 tiếng đấy. Ai cũng có thể bị sơ ý như thế mà, cậu có cần phải nóng giận và tức tối đến như thế không vậy? Thế cậu thử nghĩ trong hoàn cảnh đó, liệu tôi sẽ cười à? Ô, Vicky, 20 điểm à? Cậu ấy bị thương cơ mà, soda đã bị thương đấy. Do tớ à? Do tớ làm soda bị thương à? Cậu ấy tự ngã mà. Chính tớ mới là người bị hại. Do cái hợp đồng quái khi ấy nên tớ mới giả bộ là thích cậu. Nhưng nếu cậu làm gì bạn tớ thì đừng có mà trách tớ. Cậu nói giả bộ thích á. Tớ cứ nghĩ con người sẽ thay đổi. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
nên tớ mới nhẫn nhịn. Nhưng tớ nhìn nhầm người rồi, cậu sẽ không bao giờ thay đổi được. Thật sự cậu là một con người như vậy. Tớ rất tiếc phải nói điều này cho cậu đấy. Cậu biết cái gì mà nói những lời như vậy với tớ? Gì? Gì mà thay đổi tính cách cọc cằn của tớ? Làm gì tớ là người sai ấy? Do cậu được lớn lên trong một gia đình hòa thuận và đầy tình yêu thương, nên không bao giờ hiểu được cái cảm giác của tớ đâu. Có khi sinh lại cậu mới có thể hiểu được đấy. Còn không, cậu không bao giờ hiểu được đâu. Với lại, nếu đã giả bộ thích thì đừng làm như thế nữa. Hợp đồng quái khỉ ấy, tớ cũng chẳng cần nữa. Hợp đồng? Giả bộ thích đó. Nào nào trật tự, nào trật tự đi. Mở sách ra nào, trang 31 nào các em. Nhanh lên nào. Siêu đáng sợ, đi đâu mất rồi hả? Hình như bạn ấy về nhà rồi cô ạ. Gì cơ, tại sao lại về nhà? Còn chưa học xong cơ mà. Vâng, tại em thấy bạn bảo là mang cặp ra cho bạn nên em đã đưa cặp cho bạn rồi ạ. Sao em lại đưa cặp cho bạn hả? Còn chưa học xong cơ mà hả? Ê, không, tại em không nghĩ là bạn sẽ đi về nhà nên bạn bảo thì em đưa cho bạn thôi. Thế rồi bạn ấy cứ đi như thế đấy à hả? Vâng, em có hỏi bạn đi đâu thì bạn không trả lời, cứ thế mà đi thôi ạ. Còn chưa học xong mà đã về rồi.조심해, 너 진짜 큰일 나. 야, 너 그러다 진짜 큰일 나. 야, 조심해. 야. 너 요즘 완전 이상해. 돌아와라. 야. 안 받아주네, 치사하게. 힘 나쁘시오. 어, 초혜진. 웃고 장난치는 신부.